Xin chào tất cả các bạn đến với buổi công chiếu giới thiệu sản phẩm mới của Casio ngày hôm nay. Mình là Hoàng đến từ Viettree Music sẽ đồng hành với các bạn trong video này. Vào năm 2019, Casio đã đưa dòng Revia trở về đúng bản chất của nó. Họ trau chuốt mọi khía cạnh để rồi họ tạo ra BSS 1000 và BSS 3000 hoàn toàn khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường. Và cho đến ngày hôm nay năm 2021, Casio đã tiếp tục có những sự thay đổi và nâng cấp mang lại trải nghiệm tốt hơn về mặt người dùng. Chính vì thế, họ cho ra hai phiên bản nâng cấp BSS 1100 và BSS 3100. Và trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp và trải nghiệm nhanh hai sản phẩm này nhé. Và thế là chúng ta đã có một cây Pino hoàn chỉnh. Nếu bạn nào có nhu cầu cao hơn thì chúng ta có thể lựa chọn pedal 3 chân SB34 để thực hiện được các chức năng y như pedal trên các Pino cơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần chính trong video ngày hôm nay, xem Casio đã có những sự nâng cấp, những sự thay đổi gì ở sản phẩm mới lần này. Khi chúng ta nhìn vào tổng thể cả cây đàn, rất khó để chúng ta có thể nhận biết được sự khác biệt ở sản phẩm mới lần này so với thế hệ trước. Casio vẫn giữ cho mình một triết lý, một cây Pino đặc biệt trong một không gian đặc biệt. Vẫn mang trên mình một thiết kế nhỏ gọn, BSS 1100 và 3100 có bề dày 23,2cm, chiều dài 10,2cm và chiều rộng là 132,2cm. Điều này sẽ dễ dàng cho chúng ta đặt được đàn ở bất cứ đâu trong căn phòng của mình. Đàn vẫn có 3 sự lựa chọn về màu sắc cho chúng ta lựa chọn tùy vào sở thích, cá tính của mỗi người, màu đen, màu đỏ và màu trắng. Còn BSS 3100 lần này, chúng ta vẫn chỉ có một lựa chọn về màu sắc, đó là màu đen. Dù đã mang trên mình một thiết kế đã tồn tại hơn 2 năm, nhưng BSS 1100 và 3100 đối mình thực sự mang lại cảm xúc và cũng như rất đẹp. Ở sản phẩm mới lần này, màu chữ logo đã được đổi thành vàng đồng. Một sự thay đổi nhỏ nhưng làm cho sản phẩm nổi bật và sang trọng hơn so với thế hệ trước. Dòng BSS lần này tiếp tục sử dụng bề mặt gương với các thao tác điều khiển cảm ứng. Mình vẫn luôn cảm thấy thích thú với điều này vì nó cho mình một cảm giác trông rất phong cách nè, rất hiện đại và chúng ta thấy rằng không có một nút chức năng vật lý nào bị nhô lên. Bề mặt điều khiển Casio cũng đã trang bị cho chúng ta đèn LED là một điểm làm cho cái đàn trông rất hiện đại, đẹp hơn. Một điểm nâng cấp mà mình cảm nhận được khi mình chơi thử một bản nhạc đó chính là về hành trình phím. Casio tiếp tục cải tiến công nghệ Scale Hammer Action ở trên dòng BSS lần này cho chúng ta một trải nghiệm tốt hơn. Mà cái tốt hơn chúng ta có thể cảm nhận được đó chính là về mức độ phản hồi của phím. Các sắc thái khi chơi đàn sẽ được thể hiện rõ ràng từ nhẹ nhàng Pianissimo và mạnh mẽ Fortissimo. Bên cạnh đó, cùng với nguồn âm e sao sụt, mình cảm thấy âm thanh của đàn hay hơn đáng kể và nghe rất thực tế. Dòng BSS 1100 sẽ có tổng cộng 18 âm sắc thuộc các tiếng piano, electric piano, string, vibraphone và organ. Còn BSS 3100 sẽ có điệu và tiếng phong phú hơn, chúng ta sẽ có 700 âm sắc và hơn 200 nhịp điệu giống như một cây keyboard bình thường. Thank you.
Chất liệu phím là điểm mà Casio đã có sự nâng cấp để làm cho trải nghiệm người dùng tốt hơn. Ngay khi chúng ta nhìn vào, chúng ta có thể thấy rằng bề mặt phím được hoàn thiện bởi các hạt mịn giúp ngăn chặn sự trơn trượt do mồ hôi cùng với các phân trên bề mặt phím. Chính điều này sẽ cho chúng ta một cảm giác rất thoải mái trên đầu ngón tay khi chúng ta chơi trong thời gian dài. Một sự thay đổi lớn trong công nghệ mà Casio đã mang lại ở sản phẩm lần này đó chính là việc Casio đã loại bỏ giáp cắm audio in để chúng ta có thể phát nhạc bằng dây qua điện thoại. Thay vào đó, Casio đã dùng thiết bị chuyển đổi không dây WUBT10 để có thể chuyển đổi tín hiệu audio không dây và MIDI để giúp chúng ta có một trải nghiệm tốt hơn, không cần phải cắm dây hoặc là kết nối có dây rất rườm rà. Một thiết bị rất nhỏ gọn, không hề chiếm diện tích, kết nối không dây, từ đó chúng ta sẽ thỏa sức sáng tạo âm nhạc bằng việc kết nối với các ứng dụng, các app nằm trên điện thoại. Casio đã làm ra ứng dụng Cordana Play cho phép chúng ta học đàn từng tay, từng bước với bàn phím ảo. Bên cạnh đó, chúng ta có thể điều chỉnh âm sắc, cài đặt đàn bằng việc kết nối với ứng dụng, thu âm, lưu file PDF và rất nhiều tiện ích khác. Lần này Casio đã trang bị cho chúng ta hai cổng headphone nên giúp chúng ta rất dễ dàng trong việc luyện tập song tấu người khác hoặc là giáo viên có thể khảo bài học trò của mình chỉ bằng việc cắm headphone vô và cùng nghe với học viên. We'll be right back.
Đó là những chia sẻ nhanh về hai dòng sản phẩm mới của Casio lần này. Những sự thay đổi, những sự nâng cấp mà mình tin rằng sẽ giúp cho những trải nghiệm người dùng tốt hơn. Và bây giờ, các bạn hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để đặt hàng hai sản phẩm này và nhận ngay combo ưu đãi bao gồm tai nghe Tascam TH02, bộ sách Popino và phiếu mua hàng voucher trị giá 500.000, chỉ áp dụng cho 10 khách hàng đặt hàng đầu tiên. Thời gian áp dụng từ ngày hôm nay cho tới ngày 7 tháng 12. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.